Đương nhiên là thiếu đồ rồi. Chạy về kia lấy đồ. Ơi ơi trời ơi, tôi khổ quá mà, cuộc đời tôi. Ơi mày, cục đá hay mày, mày đúng là vô tri vô giác mày. Xuống đây coi, mày nghĩ cục đá mày lơ lơ lửng trên không cái là bố mày không không dám đụng à. Xuống à, thôi bỏ đi, không quan tâm thôi. Chủ tịch ngủ rồi, chủ tịch ngủ nè, mai đi làm, chủ tịch làm K1 nên là thức riết là thức cái không nổi. Ủa bờ te chết rồi hả? Lỡ đúng rồi, bờ te đó chết mà. Úi trời ơi, giờ bao nhiêu đồ tôi không có điện, đáng lẽ tôi bắt được bờ te điện đó. Nào rốt cuộc thì bao nhiêu đồ tôi nó nằm đằng kia hết rồi, nó mất hết đằng kia rồi, giờ chạy gì đây, chạy đây lấy đồ. Uầy, ba sừng điện, giúp tao tao cái coi. Ừ chạy về kia lấy con chim, ở cái con kia lỏ là con ngại. Nó nhắn cho em suýt bị vợ hiểu lầm rồi đó anh. Thôi đừng có nhắn tin nữa, ta biết vậy rồi còn đi nhắn tin làm gì. Thằng chủ tịch nó báo mình trong cái con bờ te đó, bờ te hổm quá rồi, thịt farm được luôn bây giờ. Thiếu clean nè, bao nhiêu đồ. Ôi sao giờ tôi đói bụng dữ vậy ta, chạy con này về đẳng luôn. Ui tôi có mấy bình máu, sao đói bụng dữ vậy ta, mới ăn cơm rồi đâu còn tử mẹ nữa. Con rùa nó câu. À, qua ngựa xỉu không gấp được mà còn ráng. Nó điên điên, nó ngựa, nó nói ngựa là con thú nó xỉu làm sao gấp được, nó lai nó cũng ráng nó lấy xuống. Nó làm như ngựa là ông nội nó vậy. Nó sợ chết ngựa nó. Lẹ đi, phá đường nó đi, con này đáng lẽ phải đi xuyên được cái cây này chứ, cán phải đi gãy cây chứ sao cây đi không nổi. Trời thiệt tình, ảo thiệt chứ, nhiều con đi thì phá cây còn cái con bự vậy, như chẳng hạn con ngựa đi phá đá luôn, con này phá cây không nổi, đúng là game. Thôi lắc rồi, lắc rồi, lắc rồi, lên góc nhìn bự quá, lắc rồi đúng không. Qua hết chỗ này hết lắc rồi. Qua ức chế luôn. Thôi này làm lại từ đầu, hôm nay làm lại từ đầu mới là khó. Biết anh em biết tại sao không? Bởi vì bây giờ mật độ thú rất là cao, mật độ thú cực kỳ cao luôn, khó ăn cái chỗ đó đó. Thôi 12 triệu máu rồi, giờ chả lẽ con này mà sợ Giga anh em. Cố bắt một con thú bay rồi tìm ngựa rim, cuộc đời sẽ lên hương. Nãy tôi tưởng đâu tôi thấy con ngựa rồi chứ ai ngờ đó là cái con ấy. Cái con con heo, quỷ heo. Nè cái con vậy mà nó ủi cây gãy không nổi, trong khi cái con ngựa tí xíu à, đi cho nó đá đi tới đâu đá bể hết ở đó. Đúng là game. Cái mod này binh mất như cờ. Đúng rồi, tất cả cái ARK dù cho là chơi thường hay gì kia, mình phải có một con thú là để gấp thú được. Chẳng hạn như có bên kia mình có đại bàn có tất cả đúng không? Bên đây chỉ cần có một con thú bay, chẳng hạn như bờ te là có tất cả, chỉ cần bờ te thôi, bờ te điện cho bay cho nhanh. Đó, rồi, được rồi.
farm vô đây trái cây đủ rồi. Mẹ nó thì chứ đi dướng cái cây này nè. Coi kìa. Giờ tôi về tôi đang đi về tôi tìm Giga luôn. Tôi giết Giga để lấy đồ. Có con này cách triệu 12, 13 triệu máu. Sợ gì ba cái con quỷ đó. Solo Giga đi một ăn cả ngã về không. Tức cần gì tôi phải solo với nó trời. Tôi dụ nó lấy cái đồ, tận dụng cái sự trâu của con này nè. Thế là tôi đem về cho Turret bắn thôi. Bây giờ mình coi như lợi dụng thôi. Lợi dụng mod. Giờ đã nát rồi. Phải làm lại từ đầu chứ giờ mặc độ thú cao gấp 5 lần. Ê Giga chết thằng kia rồi kìa. Ôi ơi. Giờ tôi không được đồ luôn kìa. Ai, thiệt là. Đúng là cái số nhỏ mà. Mấy cái cục đá kia. Ừ biết điều á. Còn cục nữa. Mẹ đồ có 500 đam. Ôi 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 thôi thôi thôi. À cái gì đánh đi. Đánh đi trời ơi. 9.000 đam. Đồ cái 9.000 đam đánh ai. Thật trời cục đá có 700 đam. Ta đây có mười mấy triệu máu. Chú tuổi liền. Trời ơi, tao nói có bình thuốc kinh nghiệm luôn kìa. Khoan khoan khoan, có đồ farm, có đồ farm. Có đồ farm. Hình như là đánh farm con này chắc là lấy đô e luôn. Tại đô e trong cái này nó farm mấy. Lạy gái. Trời, chứ cái con đó nó yếu xìu, anh em nghĩ rồi. Bắt bờ te đi, lỏ từ 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 từ, mình xuống mình farm. Farm đồ cái đã. À quên. Con này đập dưới nước không được. Mấy con thú mod đập dưới nước không được. Trời ơi thiệt cùi bắp gì đâu á. Nó quá cùi. Làm ra con thú chi đập dưới nước không được. Đi vòng vòng kiếm cục đá đập. Hi anh lọ hi em. Ê tắt cái này đi. Rating gì. Để dụ lại con kia lại luôn. Dụ thêm con kia. Farm trước đi. Farm vậy đủ rồi. Giờ ở trong Giga có đồ luôn hả. Mình cứ nghĩ. À đúng rồi. Nó không có gần mình thì nó phải có đồ. Nằm đồ trong đây cái gì. Như mình ở gần đó thì đồ nó sẽ tự chuyển vô mình. Rồi thôi xong. Xuống lấy đồ chặt. Coi chặt cho nó thành cái thùng. Giờ nó mở cái thùng lên không được. Giờ mình phải lên lấy cái búa chặt cho nó thành cái thùng cái đã. À có cây không. Hãy mình đánh con Giga vô được ba cái bình kinh nghiệm. Bình kinh nghiệm đó thì nhìn nó nghĩ là tăng. Bây giờ tăng cho con Ankylo. Ankylo hoặc là con gì đó. Thôi để dành đi. Để dành lát cho con cái con thú mình bắt được. Xây cái sàn trước là farm được con người đá. Thôi xây cái sàn trước. Tính là xây turret ra đó thì cũng không hay. Ra mình có cây này nữa nè, còn cây nữa. Nhưng mà mình thấy kiểu như nó không có hay cho lắm. Giờ để ra vậy không hay cho lắm. Xuống chặt thịt nó coi. Sẵn lấy thịt đùi tâm minh bờ te luôn. Rồi không có đồ anh em ơi. Ở đây đập cái cục đá này lấy đồ kìa. Có dầu, có sunfua các kiểu. Đáng lẽ mà nó nằm trên thì lấy anh Kilo giết được rồi. Lấy đồ e đồ đập là được rồi. Hay là đặt cây thôi tính đặt cây turret đằng trước mà thôi khỏi để. Rồi xong. Sạc pin xong rồi đó ơi. À, đó là sợ cái vụ mà vừa sạc vừa chơi nổ nát tay đúng không. Vừa sạc vừa coi nổ nát tay đúng không. Là tăng cân nặng lên. Ui. Bây giờ đâu tôi cấp 105 rồi. Đâu có được tăng nữa đâu. Vậy tôi chỉ chỉnh nhân vật mình mạnh gấp 2 lần thôi.
cho nên là nó chỉ được có nhiêu đây à. Thì số nhiêu đây là maximum rồi. Nhìn thì khá yếu đúng không? Được 300 mấy dầu. Để tạm vô đây đi. Ôi cảm ơn Trần Thanh Hưng nha. Ây, thiệt tình, xây cái sàn để con đô e nó, à xây cái sàn đó. Cái khúc đó nó bị đỏ. Thế nào cũng bị đỏ à. Cái gì vậy? Tôi bắn không được à. Ờ mà nãy có cái chỗ hình như nó lú lên luôn. Trời ơi, cục đá vô tri vô giác con mẹ nó rồi. Bắn có tác dụng gì đâu. Ui. Hết hồn. Bà mẹ nó. Cho lỡ vào cờ. Thì chứ đang đấy. Tự nhiên sao nó quánh cái tạch cái. Tưởng đâu con người đá rớt xuống chứ. Mẹ mày con rắp to. Ê, mày đi lấy đồ cái đã. Hảo hình ảnh rồi, đúng rồi, chắc kiểu có một con đó. Lại lỗ. Hollow Soul hết độc. Game chơi kỳ quá. Mẹ mày con rắp to khốn nạn, mày lại đây. Mày là đây bố mày bảo nè. Đây chơi với bố. Rồi xong vụ về test turret luôn. Khoan khoan. Để coi đi ngang cái con Bachio này coi. Đi ngang cái con người đá này coi. Xuống. Thứ gì. Ôi con cái con rắp to nó cũng mạnh phải trưởng ha. Mạnh hơn con chim nữa chứ. Không thèm xuống đánh luôn kìa. Đây. Đây bố bảo. Đi theo bố là kiếm ăn nè. Ôi nó không thèm đi theo rồi. Lấy con cam vừa ra bầy nhện lấy đồ không đâu. Nó đi ra ngoài cũng vất vả lắm á. Với lại giờ nó hết máu rồi nè. Nó hết food rồi. À mình nãy mình có mấy bình food không biết còn giữ lại không. Với lại giờ ra bây giờ nó ra đó kẹt tùm lum. Với lại cái túi đồ không biết giờ còn không nữa. Hãy ra ngoài cũng không thấy. Trời tưởng sao hình như con này nó yếu xìu. Mà nó đánh biết đời nào xong. Ê đánh chơi kẹt vô trong đây ba. Lẹ chạy ra coi. Ừ tưởng đâu lỏ mẹ đó anh phải dụ nó ra bằng được để lấy đồ với cái thứ quỷ này. Tức là xây cái turret ngay đó nên tiện nhưng mình sợ bắn kiểu như chết hết thú nữa. Mà giờ không xây không được không kiểu như đó không xây không được. Mình muốn là kiểu như là thú ở khúc đó sẽ không ảnh hưởng. Trừ khi nó chạy vô cái nhà mình thì thôi. Rồi thôi giờ cứ chắc mình xuống đặt tạm cây turret ra đó ha. Con này nó ăn như cái máy, ăn chắc hồi hết luôn. Rồi nó ăn mấy trái đó thì không sao, trừ khi nó ăn trái đen của mình thôi. Ai sau lưng kìa lọ, bạn mình. Bạn tôi đó. Để lấy cái admin turret ra đặt luôn. Ngày bữa nay toàn quần không giờ mật độ thú cao á. Toàn mật độ thú cao quá nên là hơi bị khó.
đã lỡ còn ngại. Mật độ thú tại anh em suối tôi kia, tôi chỉnh mật độ thú cao chi cho chơi không có được. Nhưng mà bây giờ đi đâu cũng gặp thú mod vậy không sao chơi. Nhanh quá không tốt mẹ, nhanh một giây chậm cả đời. Chơi giờ giờ mật độ thú cao vậy sao tôi chơi nè, khó thuộc cái phần tụt về tôi. Anh em suối vậy tôi chơi bao giờ có cái nhà. Anh em xíu suối tôi chỉnh mật độ thú cao vậy, tôi chỉnh cao lên thì chơi không được. Chạy nhanh quá rồi, thắng không kịp, xe Đức thắng. Ơi 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 ơi, tưởng đâu Raptor nằm đây. Ê thôi mà, thôi 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 thôi, Raptor bỏ bỏ nha, bỏ nha. Sao về ý chú muốn sao? Để bố đặt cái turret ra, đặt ngay đây luôn nè. Ê ê ê ê, khoan, để đặt cái turret rồi giết tao. Ừ, đặt cho xuống, lát cho xuống chỉnh lại. Thứ quỷ gì không à. Đi quay tay nữa trời. Quay tay đâu, quay tay tôi nói tôi lấy đi nước, lấy nước tôi uống mà. Chỉnh speed cao cho thú với sức nặng. Sức nặng thì thú khỏi cần chỉnh, nhưng mình chỉnh tốc độ thú cao rồi. Thì như tăng sức chứa thú thì nó sẽ hợp với những con như bờ te. Tại sao cái con đô e này nằm đây ta? Nó giật về khúc này nè. Vậy là lúc này là nó chưa có con Raptor, đúng không? Lúc này nó chưa có con Raptor nè. Bởi vì con đô e đã giật về đây. Dạ, hình như tôi chưa có đồ luôn kìa. Đúng không? Chưa chế tên nó bị lùi lại rồi. Vậy là tôi sẽ ra đằng trước, tôi lại là làm như cũ, tôi sẽ ra đằng trước tôi đặt cái turret. Đó. Đây là coi như là tôi lùi thời gian lại, tôi lùi thời gian lại. Rồi sao bây giờ game nó giật giật vậy ta? Anh đi xả đập không? Tôi muốn lấy nước tôi uống mà cứ nói tôi đi này đi kia. Ôi, giờ lại lắc mất hai con người đá kìa. Trời ơi, lắc cái kiểu này lỗ vời lời luôn á. Hôm nãy hai con người đá đây. Ấy vậy là con Giga còn sống à? Không, không không, Giga chết rồi. Mà tại sao lại nó không, nó mất cái xác Giga luôn nữa chứ? Đúng là lỗ mà. Tôi bị lỗ rồi anh em à. Thiệt tình. Mày đi vòng vòng đây anh tỉa hết nó nào, láo láo lại trước cửa nhà anh cho đi hết. Mày ráp ARK đây đây đây, mình đang để đồ họa mức 2, mức này mức 2 nè, nhưng mà mình tắt hết mấy cái hiệu ứng bóng á, nó giật giật này là nhiều nguyên nhân lắm. Chế cây cung. Ôi trời, đồ trang bị ra cái tự nhiên mất hết cái. Nhưng mà tôi thấy nghĩ là tôi lắc lại giờ tôi bị lỗ hết ta. Này cái pha này lắc lỗ rồi. Không lời tí nào luôn á. Lỗ bị lỗ đúng rồi, tôi bị lỗ rồi. Sao còn con Bronto đó thì nó lúc là mình đi về á. Nhưng mà kiểu sao mà nó lắc lắc cái nó mất luôn cái xác con Giga nè, với lại mấy con người đá nó mất luôn. Nhưng mà trong khi đồ tôi lại không có nè. Đó. Vậy là tôi bị lỗ rồi, lắc này là lúc mà tôi mới vừa đi về thì phải. Đúng không?
À có rồi, lỗ rồi. Không có dầu trong đây là lúc mà không có, nó sẽ không có con người đá luôn. Trời ơi, cuộc đời sao mà nó khổ thế này? Khổ thế này thì chơi thế nào? Thôi, tôi ốp đây. Thôi tôi ốp đây nha anh em. Tôi vứt hết đồ đây. À mà bên tô lại ở đó bởi vậy. Chơi đồ họa thấp cũng có lợi mà. BB núp cỏ thì xác định đương nhiên. BB là mình không chơi bao giờ chơi đồ họa cao. BB lúc nào cũng chỉnh đồ họa mà Minecraft mà vô có mấy thằng súc vật học kia nó vô nó cứ chửi tôi đòi giỏ chém đòi giỏ giết tôi vì tôi chỉnh đồ họa thấp. Hồi đó tôi chơi BB. Người ta chơi BB lúc nào cũng để đồ họa thấp. Cái gì nhiều thằng nó núp trong cỏ đang đi nó ganh rồi sao? Có ai chơi BB để đồ họa cao giờ? Anh ốp em học tiếp. Thôi tôi ốp đây. Ơi, tôi quay lại tôi kiếm bờ tay điện. Rồi, chỉ cần như đây là đủ, như đây là đủ rồi. Ơi trời ơi, ôi vậy là tôi không có thịt đùi để bắt con bờ te luôn à. Lỗ quá lỗ. Ôi đúng rồi, trước đi 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 phải đem dừa theo. Mình đi là mình phải đem dừa theo để gặp mấy con đô e là bắt luôn. Lỡ mau kiếm cô nào để khoe với anh em. Giờ cô nào đâu trời. Giờ có tìm được ai đâu, giờ ai cũng chơi tôi. Ai cũng chơi tôi không đẹp trai các kiểu. Chơi tôi xấu, tôi già, tôi nói nhiều, tôi vô duyên. Tôi ăn mặc không có thời trang. Tôi ăn mặc mặc đồ xấu, không có phong cách, không có thời trang các kiểu, con là điểu. Ôi dừa đâu hết rồi ta? Ôi cứ lên trước farm ngại ngùng gì. Giờ cái đằng trước là của mình. Trời ơi, phía trước là của chúng mình. Giờ cứ chơi đi ngại ngùng gì. Ôi con này lửa cháy dưới nước luôn nè. À con này đập được dưới nước biết vậy. Nãy tôi lấy nó tôi xuống đây tôi đập con kia là xong rồi. Giờ thử đô e giờ dục đằng trước luôn chứ sợ gì. Anh Kilo đô e dục trước cứ chơi đi vì cuộc đời luôn cho phép. Ngại ngùng gì cử. Xuống đây farm thôi chứ có gì đâu. Cây lưỡi tím hoặc cam gặt ra dừa nha anh. À nhưng mà không cần. Khi mình đi con này á, mình không phải mình cái mục đích mình xuống lấy con này á là một công đôi việc. Đúng không anh em? Bởi vì khi mình farm những cái này nó có cái quan trọng như là dầu nè. Với lại cementin nè, thấy không? Dầu nè. Với lại element dust nè. Nó chế nên là mấy tấm element. Như vậy nó sẽ tốt hơn. Ra những trái cà rốt, các kiểu, những cái thứ mình cần. Để sau mình chế mấy bình máu nè. Đó nó ra bông nữa. Ra hoa hiếm thì mình có thể chế được luôn mấy bình máu. Thì mắc gì mình phải đi lấy cái liềm mình gặt trong khi cái này nó ngon hơn. Đúng không? Chơi là phải tính hết. Ủa con quỷ này mày có dừa trong đây cái mày lấy mày ăn mày. Đâu có được mày. Tặng xu bằng cách nào? Tặng xu á. Nhưng mà nó cái đồ quà trong đó đó. Cái nó là mấy cái món quà bằng quà nó chuyển thành đơn vị xu. Làm máy làm thịt thối, đúng là đang xuống đây farm dầu luôn nè. Mình farm dầu để có đủ đủ cái máy chưa? Đủ rồi nè. Đủ rồi. Đó có máy làm thịt thối thì mình tâm minh thú sẽ dễ hơn. Bây giờ trước cửa nhà là nhà là của mình mà. Ngại ngùng gì? Nhấp chuột trái. Nhấp chuột trái, chuột phải cũng được. Thực ra tại mình muốn nhấp chuột trái cho nó rộng. Mà đi về nhấp chuột phải cho nhanh. Quà tặng. Ôi cảm ơn cậu nhóc siêu quậy nha. Ui 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 rắp to rắp to rắp to. Dí anh đi. Con quỷ rắp to. Ê khoan khoan khoan. Ui ui. Bà nói mẹ mày. Vừa có tao.
gặp rắc to nó dí nữa chứ. Thì cái con quỷ kia nó trộm hết dừa luôn kìa. Thôi kệ nó, ba dăm ba cái dừa bao nhiêu. Khốn nạn, lấy hết dừa của tôi luôn. Quỷ. Sếp sắp hết pin rồi. Xài hai điện thoại luôn. Mua hai cái điện thoại xài cho tiện. Nữa nè. Sao cây vậy? Rồi. Livestream để đồ quả cao bị vậy trời. Đứng luôn rồi. Nay trời xui khiến rồi. Tôi mà vô tôi chơi một lần nữa mà bị văng là tôi chơi chuyển qua game khác luôn.